Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư Mark Kilby, giáo sư chuyên ngành sản khoa và y học bào thai đến từ Vương quốc Anh. Giáo sư Mark Kilby được bổ nhiệm làm cố vấn danh dự về sản khoa và y học bào thai tại Birmingham Women's Foundation Trust và giảng viên cao cấp về sản khoa và y học bào thai tại Trường Đại học Birmingham. Đồng thời, ông cũng là giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Tilly. Ông là thành viên cao cấp của Hiệp hội Hoàng gia về sản phụ khoa. Bên cạnh đó, ông còn trở thành thành viên cao cấp của Hiệp hội Sinh học vào năm 2013 và thành viên danh dự của Hiệp hội Y sĩ Hoàng gia Ireland năm 2015. Tại hội nghị lần này, giáo sư Mark Kilby sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề chẩn đoán trước sinh các bất thường di truyền bệnh lý tim bẩm sinh và hướng dẫn thực hành trực tiếp về siêu âm khảo sát tim thai.